Mohan Kumar, một gã đàn ông mang vẻ ngoài hiền lành, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn miền Nam Ấn Độ trong suốt 5 năm trời. Hắn đã sử dụng thủ đoạn hứa hẹn hôn nhân mà không đòi hỏi của hồi môn để mà tiếp cận và sát hại giả man ít nhất 20 người phụ nữ trẻ, cướp đi mạng sống và tài sản của họ trong khoảng thời gian từ 2004 tới 2009. Và để biết chi tiết vụ án này như thế nào, thì chào mừng các bạn đã đến với Raffi và đây là bắp lê kỳ án vào ngày 17 tháng 6 năm 2009, thị trấn Bang Hoa chìm trong bầu không khí lo lắng khi Anita Mulia, một cô gái trẻ 22 tuổi, làm nghề cuộn thuốc lá tại nhà, bất ngờ mất tích. Gia đình và hàng xóm đã dốc sức tìm kiếm suốt hai ngày ròng rã, nhưng không có kết quả, khiến cho hy vọng ngày càng mong manh. Trước sự phẫn nộ và kêu gọi của người dân, cảnh sát Bang Hoa không thể chần chừ thêm nữa. Một đội điều tra đặc biệt được hành lập để giải mã bí ẩn đằng sau vụ mất tích của Anita. Bằng cách trích xuất dữ liệu cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động của Anita và điện thoại cố định tại nhà, các nhà điều tra phát hiện ra một manh mối quan trọng. Có một số điện thoại di động lạ thuộc về Shrita, một cư dân thị trấn Madikeri, cách bang qua khá xa. Sự xuất hiện của số điện thoại này trong hồ sơ cuộc gọi của Anita đặt ra nhiều nghi vấn cho các điều tra viên. Liệu Sritha có liên quan gì đến vụ mất tích của Anita? Hắn ta là ai? Và có mối quan hệ gì với cô gái trẻ này? Với những câu hỏi hóc búa này, đội điều tra quyết định mở rộng phạm vi điều tra hướng đến thị trấn Madikeri và tập trung vào nhân vật bí ẩn Sritha, hy vọng rằng manh mối này sẽ dẫn họ đến sự thật và đưa Anita trở về nhà an toàn. Đến nhà Sritha, các điều tra viên bất ngờ phát hiện ra rằng Số điện thoại di động được sử dụng để liên lạc với Anita không thuộc về Street Hair mà là của Kaveri, chị gái hắn ta. Điều này càng khiến cho vụ án trở nên phức tạp và bí ẩn hơn. Kaveri cũng được xác nhận là đã mất tích vào ngày 17 tháng 3 năm 2009, chỉ 3 tháng trước khi Anita biến mất. Nghi ngờ về sự liên quan của Street Hair càng gia tăng. Quyết tâm tìm ra manh mối, các nhà điều tra truy dấu chi tiết các cuộc gọi của Kaveri. Bất ngờ thay, họ phát hiện ra rằng số điện thoại này đã được sử dụng để liên lạc với hai phụ nữ bất tích khác trước đó. Một giả thuyết mới đã được đặt ra. Kẻ thủ ác đang sử dụng thẻ SIM của các nạn nhân đã sát hại để liên lạc với con mồi tiếp theo. Hắn ta đánh cắp điện thoại của họ, sử dụng thẻ SIM để che giấu tung tích và tiếp tục hành vi tàn ác của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập thông tin, đội điều tra quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng cách kết nối các đồn cảnh sát lân cận, họ hy vọng có thể tìm thấy thêm manh mối về những vụ mất tích bí ẩn của phụ nữ trong khu vực. Đồng thời, các nhà điều tra cũng tiến hành xây dựng một dòng thời gian chi tiết dựa trên ngày tháng mà mỗi nạn nhân mất tích. Việc này giúp họ có cái nhìn tổng quan hơn về vụ án và xác định được những điểm trùng khớp quan trọng. Bước đột phá đã đến khi nhóm điều tra truy tìm số IMEI, tạm dịch là mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế. Đây là dãy 15 số duy nhất được sử dụng để mà xác định mỗi thiết bị di động trên thế giới, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bản và thiết bị di động khác, của những chiếc điện thoại di động từng sử dụng thẻ SIM của các nạn nhân mất tích. Họ phát hiện ra rằng, một số điện thoại trong số này đã được sử dụng liên tục trong gần 20 phút, với vị trí được xác định tại Deralakate, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Mangaluru. Tiếp tục điều tra, cảnh sát tìm đến chủ nhân của chiếc điện thoại Người này khai nhận đã bán điện thoại cho cháu trai của mình, Mohan Kumar, một cựu giáo viên tiểu học 46 tuổi. Thông tin này lập tức khiến Mohan trở thành nghi phạm chính trong vụ án. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được một thông tin quan trọng từ Sumitra, một thợ may ở Cate. Sumitra đã khẳng định rằng cô đã nhìn thấy Mohan và Anita cùng nhau tại bến xe buýt đi đến thành phố Hassan và cô có thể nhận dạng chính xác Mohan, lời khai của Sumitra mang đến tia hy vọng mới cho vụ án. Cảnh sát tin rằng Mohan chính là kẻ đã sát hại Anita và nhiều phụ nữ khác. Tuy nhiên, để bắt giữ Mohan, họ cần có thêm bằng chứng. Sumitra cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng khác. Mohan đã từng tiếp cận cô vào năm 2005, giả vờ là giám sát đồn điền và đề nghị kết hôn. Nhận thấy đây là cơ hội để tiếp cận Mohan, cảnh sát đã quyết định sử dụng thẻ SIM của Sumitra để gọi điện cho hắn. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, Mohan xuất hiện tại bến xe buýt địa phương để gặp Sumitra. Đây là lúc cảnh sát ập vào bắt giữ hắn ta. Cùng lúc với việc truy tìm tung tích Mohan Kuma, cảnh sát Hassan nhận được tin báo về một thi thể phụ nữ được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ tại trạm xe buýt. Nạn nhân được xác định là Anita Mulia, cô gái 22 tuổi mất tích bí ẩn chỉ một ngày trước đó. Tin tức này như xét đánh ngang tay các điều tra viên. Họ vội vàng đến hiện trường và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Kết quả pháp y cho thấy Anita đã bị đầu độc bằng cyanur, một chất độc cực mạnh. Phát hiện này càng củng cố nghi ngờ của cảnh sát về Mohan Kuma. Khi đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Mohan Kuma cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Hắn ta khai nhận đã sát hại Anita và ít nhất 19 người phụ nữ khác trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2009. Hữu đoạn của Mohan vô cùng tàn độc. Hắn sử dụng lời hứa hẹn về hôn nhân để lấy lòng tin của các nạn nhân, sau đó đầu độc họ bằng cyanur và cướp đoạt tài sản, bao gồm cả đồ trang sức. Lời thú tội của Mohan Kuma đã khiến cả cộng đồng bàng hoàng và tức giận. Hắn ta đã gieo rắc nổi kinh hoàng và cướp đi mạng sống của ít nhất 20 người phụ nữ chỉ vì cái sự tàn ác và tham lam của mình. Mohan sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo ở nông thôn với bốn người con. Bố mẹ của hắn làm nông nghiệp để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mohan học đại học và lấy bằng cử nhân. Tuy nhiên, do không có bằng sư phạm, hắn chỉ có thể xin được việc làm giáo viên tiểu học theo hợp đồng mà thôi. Theo hồ sơ cảnh sát Mohan bắt đầu sự nghiệp dạy học vào tháng 11 năm 1984. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn đã chuyển công tác nhiều lần qua các trường khác nhau ở trong quận. Tuy nhiên thì sự nghiệp giảng dạy của Mohan không mấy suôn sẻ. Hắn ta từng bị đình chỉ trong một khoảng thời gian dài vì thường xuyên vắng mặt không lý do và có các hành vi sai trái. Mohan Khuma có cuộc sống hôn nhân đầy rắc rối. Hắn kết hôn ba lần, mỗi lần lại ẩn chứa một bí mật đen tối trong cuộc đột kích vào nhà của người vợ thứ ba cảnh sát đã phát hiện kho bằng chứng tố cáo tội ác man rợ của hắn số lượng lớn bột cyanur được tìm thấy trong nhà của mohan khiến nhiều người rùng mình cùng với đó là các con dấu giả chứng minh thư giả và các biên lai từ các tiệm vàng nơi hắn cầm đồ trang sức của nạn nhân đã vẽ nên một bức tranh kinh hoàng về hành vi tàn độc của gã sát nhân này khi tội ác của mohan bị phơi bày trên trang nhất của các tờ báo ấn độ dư luận đã bùng nổ một cách đầy phẫn nộ. Biệt danh Siano Mohan gắn liền với hắn như một lời nhắc nhở về sự tàn ác tột cùng của gã sát nhân. Theo hồ sơ vụ án, Mohan Khuma, kẻ sát nhân Siano, là bậc thầy trong việc che giấu bản chất con người thật của mình. Hắn ta hiếm khi sử dụng tên thật khi tiếp cận phụ nữ, thay vào đó là những cái tên giả mạo để tạo dựng vỏ bọc hoàn hảo. Mohan thường xuyên lãng vãng quanh các bến xe buýt, và khu vực công cộng đông đúc nơi hắn có thể dễ dàng tiếp cận con mồi hắn tinh ranh đánh vào tâm lý của những phụ nữ cô đơn khao khát tìm kiếm tình yêu và cơ hội đổi đời mohan nhắm mục tiêu vào những phụ nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình thuộc tầng lớp nghèo khó đặc biệt là những người đã quá lứa tuổi kết hôn hắn lợi dụng sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần của họ hứa hẹn về một tương lai tươi sáng với công việc ổn định và một cuộc sống sung túc với vẻ ngoài lịch lãm, khả năng ăn nói lưu loát và những lời hứa hẹn hấp dẫn, Mohan dễ dàng chiếm lấy lòng tin của các nạn nhân. Hắn thường xuyên giả mạo là quan chức chính phủ để mà tạo dựng hình ảnh quyền lực và đáng tin cậy. Sau khi tiếp cận và trò chuyện, Mohan sẽ chuyển sang trao đổi số điện thoại và xây dựng mối quan hệ với con mồi. Hắn kiên nhẫn vung vén tình cảm, khiến họ tin tưởng và hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Mohan Kumar không chỉ tinh vi trong việc che giấu danh tính mà còn khéo léo trong cách tiếp cận con mồi hắn luôn ghi nhớ một điều quan trọng đó là tìm hiểu về đẳng cấp xã hội của nạn nhân sau khi nắm được thông tin mohan sẽ tự giới thiệu bản thân thuộc cùng đẳng cấp tạo sự gần gũi và khiến cho họ dễ dàng cởi mở hơn với những lời tán tỉnh lãng mạn và viễn cảnh về một cuộc sống hôn nhân viên mãn mohan đã đánh trúng tâm lý khao khát tình yêu và sự an toàn của những người phụ nữ độc thân hắn dụ dỗ họ bỏ trốn cùng mình để tổ chức một đám cưới bí mật tại đền thờ hoặc văn phòng đăng ký, hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc và sung túc. Để củng cố niềm tin của nạn nhân, Mohan nhấn mạnh rằng bản thân không hề ham muốn của hồi môn, tuy nhiên hắn lại yêu cầu họ mang theo trang sức vàng và quần áo đẹp cho ngày trọng đại. Đây chính là chiêu trò tinh vi để Mohan tước đoạt tài sản của những người phụ nữ nhẹ dạ. Cuối cùng, Mohan cấm đoán các nạn nhân thông báo cho người thân về kế hoạch kết hôn hắn lợi dụng sự thiếu cảnh giác và niềm tin tuyệt đối của họ để thực hiện âm mưu độc ác của mình qua quá trình điều tra cảnh sát khẳng định mohan kumar đã sử dụng phương thức giết người giống nhau trong tất cả các vụ án hắn ta lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận để mà che giấu hành vi tàn ác của mình sau khi ấn định ngày kết hôn mohan cùng nạn nhân di chuyển bằng xe buýt từ quê nhà đến các thành phố xa xôi như misuru bengaluru Hassan và Madikeri. Hắn ta cố ý chọn những địa điểm xa xôi như vậy là để gây khó khăn cho cái việc truy tìm nạn nhân. Tại mỗi điểm đến, Mohan và nạn nhân sẽ thuê phòng trong một nhà nghỉ gần bến xe buýt chính. Hắn ta sử dụng tên giả và địa chỉ giả mạo khi đăng ký phòng để mà che giấu tung tích của mình. Mohan lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân để dụ dỗ họ quan hệ tình dục. Hắn ta lên kế hoạch tỉ mỉ đến mức phát thảo cả chu kỳ kinh nguyệt của họ để mà đảm bảo rằng cô gái đang rụng chứng vào cái thời điểm đó. Việc này nhằm tăng hiệu quả của chất độc cyanur mà hắn ta sẽ sử dụng sau này. Trước khi đến đền vào ngày hôm sau, Mohan yêu cầu nạn nhân để lại trang sức vàng ở trong phòng nghỉ. Hắn ta viện cớ rằng họ sẽ trao đổi nhận cưới tại đền và không cần mang theo nhiều đồ trang sức. Trên đường đến đền, Mohan sẽ ghé qua nhà vệ sinh nữ ở bến xe buýt hắn ta đưa cho nạn nhân một viên thuốc tẩm cyanur được đóng gói lại như thuốc tránh thai hắn lừa dối rằng cô gái sẽ cảm thấy buồn tiểu ngay sau khi uống thuốc khi nạn nhân uống viên thuốc và gục xuống trong nhà vệ sinh mohan nhanh chóng chạy về nhà nghỉ nhặt nhạnh đồ trang sức và rời khỏi thị trấn bằng xe buýt hắn ta xóa bỏ mọi dấu vết và tiếp tục thực hiện kế hoạch tàn ác của mình với những nạn nhân tiếp theo để che giấu hành vi tàn ác của mình Mohan Kuma đã sử dụng nhiều thủ đoạn xảo quyệt, trong đó có việc gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân sau khi gây án. Hắn ta giả vờ vui vẻ và thông báo rằng mình đã kết hôn với con gái của họ nhằm so dịu nỗi lo lắng và nghi ngờ của người nhà. Mục đích chính của Mohan chính là chấn an gia đình nạn nhân và khiến họ tin rằng con gái của mình vẫn còn sống khỏe mạnh. Hắn ta muốn họ ngừng tìm kiếm và không nghi ngờ gì về cái chết của con gái của họ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Mohan Kuma, gã sát nhân Sianua, đã nảy sinh ý tưởng sử dụng chất độc Sianua từ một thợ kim hoàng mà hắn ta từng gặp gỡ trong thời gian còn làm giáo viên. Trong lúc trò chuyện, thợ kim hoàng vô tình tiết lộ rằng họ sử dụng bột Sianua để mà đánh bóng trang sức vàng. Lời nói tưởng chừng như vô tình này đã khơi gợi trong Mohan một ý đồ độc ác. Hắn ta bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về Sianua đặc tính và cách thức sử dụng để che giấu mục đích đen tối mohan đã đóng giả thành một người buôn bán trang sức hắn ta thường xuyên mua bột cyanur theo lô lớn từ hợ kim hoàng khiến họ không hề nghi ngờ gì về ý đồ thật sự của mình mohan là kẻ tinh ranh và xảo quyệt hắn ta hiểu rõ tâm lý và hoàn cảnh của phụ nữ ở các vùng nông thôn karnataka đặc biệt là những người thuộc cộng đồng yếu thế về địa vị xã hội và tài chính hắn ta lợi dụng sự thiếu thốn về vật chất và khao khát tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ để thực hiện hành vi tàn ác của mình hắn ta biết rằng những người phụ nữ này khó có thể cưỡng lại lời đề nghị kết hôn từ một người đàn ông có địa vị và không cần nhận của hồi môn đặc biệt là khi họ xuất thân từ những gia đình nghèo khó và việc cưới hỏi là một gánh nặng lớn Mohan chọn con mồi là những cô gái đã quá lứa tuổi kết hôn. Hắn ta đánh vào cái tâm lý tự ti và lo lắng của họ về việc khó tìm được chồng. Lời hứa hẹn về một đám cưới và cuộc sống hạnh phúc đã khiến họ dễ dàng siêu lòng và tin tưởng vào hắn ta. Khi con gái mất tích, gia đình có thể sẽ trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, Mohan đã chuẩn bị sẵn lời nói dối để mà che giấu hành vi của mình. Hắn ta sẽ thông báo cho gia đình rằng con gái của họ đã bỏ trốn theo mình để kết hôn và hiện đang sống an toàn. Với vị trí và uy tín giả mạo của mình, Mohan dễ dàng khiến gia đình tin tưởng và ngừng tìm kiếm con gái. Sau mỗi vụ giết người, Mohan ngày càng trở nên táo bạo hơn. Hắn ta nhận thấy rằng các cuộc điều tra của các cảnh sát địa phương không đi đến đâu hết. Điều này đã khiến điều này đã khiến cho Mohan nảy sinh sự tự mãn và liều lĩnh mohan lợi dụng sự sơ hở của các cơ quan chức năng để che giấu hành vi tàn ác của mình hắn ta thường vứt bỏ thi thể nạn nhân tại nhà vệ sinh công cộng nơi thường xuyên có người qua lại và ít được chú ý cảnh sát địa phương khi mà phát hiện thi thể thường lập hồ sơ về một trường hợp tử vong không xác định và chờ gia đình đến nhận dạng trong hầu hết các trường hợp do nạn nhân bị đầu độc bằng cyanur khuôn mặt của họ biến dạng và khó có thể nhận ra điều này khiến việc xác định danh tính trở nên khó khăn và tốn thời gian hơn và trong hầu hết các trường hợp thi thể khi mà không xác định được danh tính thì sẽ được hỏa táng ngay lập tức hình ảnh của các nạn nhân được đăng tải ở trên báo chí địa phương nhưng lại không được lan truyền rộng rãi ngoài phạm vi quận điều này khiến cho gia đình nạn nhân sống ở những nơi xa xôi khó có thể nhận ra người thân của mình đã qua đời việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở các quận khác nhau việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở các quận khác nhau cũng tạo điều kiện cho mohan lẫn trốn dễ dàng thông tin về các vụ án mạng cũng không được chia sẻ đầy đủ khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn một tài liệu của cảnh sát đã ghi nhận những sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra một số vụ án mạng do chậm trễ trong việc khám nghiệm tử thi nguyên nhân thực sự của cái chết không được xác định Chất độc cyanua trong thi thể nạn nhân cũng không được phát hiện do thời gian xét nghiệm quá lâu. Nhiều nạn nhân của Mohan được tìm thấy trong nhà vệ sinh công cộng, ở những nơi đông người qua lại như thành phố Missouri. Tuy nhiên, thay vì tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát địa phương lại vội vàng kết luận đây là những trường hợp tử vong không xác định hoặc là tự sát. Việc chất độc cyanua được tìm thấy trong thi thể nạn nhân cũng không khơi gợi được cái sự nghi ngờ của họ Nhờ sự chủ quan của cơ quan chức năng, Mohan không hề bị phát hiện và tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Số nạn nhân của hắn ta ngày càng tăng, từ một người vào năm 2004 lên đến 9 người vào năm 2009. Sau khi sát hại các nạn nhân, Mohan thường lấy đi trang sức của họ. Hắn ta mang những món đồ trang sức này đến các tiệm cầm đồ để mà đổi lấy tiền. Số tiền này được dùng để nuôi bốn con của hắn ta với người vợ thứ hai và thứ ba cả hai người này đều không biết về sự tồn tại của người kia. hắn ta lừa dối cả hai người phụ nữ này, che giấu danh tính và hành vi phạm tội của mình. Mohan Kumar gã sát nhân Siano đã phải trải qua một quá trình pháp lý đầy khó khăn và phức tạp. Sau khi bị bắt giữ vào năm 2009, thì hắn ta đã phải chờ đợi hai năm để mà được đưa ra xét xử. Năm 2013, Mohan bị kết án tử hình vì tội giết Anita. Tuy nhiên, đến năm 2017 tòa án cấp cao Karnataka đã giảm nhẹ án xuống thành tù chung thân. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Năm 2020, Mohan tiếp tục bị truy tố vì tội cưỡng hiếp và sát hại một người phụ nữ 25 tuổi. Đây là vụ án giết người thứ 20 mà hắn ta bị cáo buộc. Trong phiên tòa xét xử, Mohan đã nhận tội và bị kết án tù chung thân. Mohan Kuma đã phải đền tội cho những hành vi tàn ác của mình. Tuy nhiên, hành trình pháp lý đầy gian nan và bản án gây tranh cãi đã để lại nhiều suy ngẫm về hệ thống tư pháp của Ấn Độ. Một tội ác quá dã man và kinh khủng, cuối cùng lại nhận được một bản án quá nhẹ nhàng. Mohan Kumar hiện đang thụ án tù chung thân tại Belgium, Ấn Độ. Một series phim trinh thám hình sự có tên là Dahat được dựa trên câu chuyện của Mohan Kumar đã được phát hành vào năm 2023. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vụ án của kẻ sát nhân Sianor Mohan Kumar. Cảm nghĩ của các bạn về vụ án này như thế nào? Thì hãy để lại ở phần bình luận cho mình biết với nha. Mình là Bibliography và hẹn gặp lại các bạn trong vụ án tiếp theo.